365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 15 tháng 5, lời Chúa. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Lời Thánh Y Nhã. Không chỉ ở giữa con người, nhưng cả giữa các thiên thần, không có việc gì cao quý hơn là làm vinh danh Đấng tạo hóa và dẫn đưa các thụ tạo về với người. Bao nhiêu có thể tùy theo sức của chúng ta. Thư gửi các cha và các anh em đang học tập tại Coimbra, Roma, ngày 7 tháng 5 năm 1547. Suy niệm. Được sinh vào trần thế, mỗi người trong chúng ta đều ước muốn cuộc đời của mình trở nên ý nghĩa. Hay nói cách khác, chúng ta khao khát để sống đúng mục đích mà bởi đó mình đã được tạo thành. Xuống thế làm người, Đức Giêsu cũng sống và theo đuổi mục đích của Ngài nơi trần thế là thi hành ý của Chúa Cha, là cứu chuộc và đưa con người trở lại vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu trong thân phận của những người bạn đường với Ngài, Thánh Y Nhã mời gọi chúng ta lưu tâm đến yếu điểm của đời người, chính là để làm vinh danh Đấng tạo hóa là Chúa chúng ta, cũng như giúp nhiều người trở về với Chúa. Hồn sống trong ngày. Chiêm ngắm cuộc đời Đức Giêsu, Ngài đã không đến để làm theo ý mình, nhưng hoàn toàn vâng theo ý Chúa Cha. Là người môn đệ của Người, tôi cũng được mời gọi để sống theo ý Thiên Chúa. Tôi xin ơn Chúa giúp sức để tôi có thể nhận ra ý Chúa dành cho mình trong từng biến cố của đời mình. Trông cậy ở Ngài.
chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là trên siêu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa sáng nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chán chứa, lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Xuân mãi mãi không phai tàn, một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đinh trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đỡ nâng hồn con, siêu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thắm nồng. Lạy Chúa, Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.